Rồi, ok, đây tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mương Tổ quốc. Hôm nay tiếp tục lên cho anh em một clip gồm 9 cây cần. 9 cây cần này thì 9 cây cần chia cho anh em cảm giác nha. Nó độ cứng rơi vào tầm khoảng 50 đổ lại. Rồi, để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn em. Rồi, để em vô thứ nhất cho mọi người xem nha. Đây, cây cần này, cây cần thứ nhất. Cây cần này thì được mấy anh Nhật dựng lại nha anh em, rất là đẹp. Bát là bát Fuji, phen Fuji đá trắng. Cái này em về nguyên zin sao thì em để vậy luôn. Đọt là đọt tháp bố đây. Cây này thì khá mới nha anh em, độ xước sát rất là ít đó. Thì em có nhắn tin hỏi mấy anh em thì anh em nói cây này là phíp. Thì cũng có một số anh em phân quăng cái cây này phíp hay carbon. Nói chung thì nó phíp thì bán giá phíp thôi. Cây này thì dài 2m2, nặng 230g, khá nhẹ nha anh em, rất là nhẹ luôn. Đọt là 1 ly rưỡi, 1 ly 5 á, độ cứng là khoảng 30-50. Độ cứng đó đây đó. Nói chung là tầm khoảng 30 nha anh em. Độ cứng hình chữ C luôn á. Chất liệu thì như clip đó. Đây, cán này cán gỗ nha anh em. Khá đẹp nha. Nói chung là cần này không xước sát gì nhiều hết. Chỉ có phôi thì không biết là phôi carbon hay carbon thôi. Coi phôi fit hay carbon thôi. Đó. Tất cả phen bọng đều ok hết nha anh em. Độ cứng cũng rất là ok. Rồi, cây này để của anh em với giá là 450k nha anh em. Bạn qua gia phiếu luôn á, rất là mới nha anh em. Cây này là chia cho anh em bánh cảm giác, câu hai chi, câu chép, hanh, cá giò, câu trên bè, trên thuyền. Rồi, cây thứ nhất 450k. Rất là mới nha anh em, đọt là đọt tháp. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 sẽ là một cây cần 3 khúc, hàng carbon, dài 2m7. Cây này nặng là 250g, dài 2m4, dài 2m4 nha anh em. Đọt là 2 ly, cứng 50, giá 700k. Cây này thì em không thấy nó để thương hiệu gì hết. Nói chung là nó địa chỉ cũng khá là đẹp, hàng carbon nha anh em. Đó. Chung là quay cận cảnh luôn á. Bắt nó đây. Chung này cần này làm khá đẹp nha anh em. Buông nó đây. Nói chung là carbon địa chỉ khá sắc sảo. Cắn lỡ 3 khúc đây. Cây này cứng tầm 50. Đọt 2 đi cứng tầm 50. Hàng cắt mọi nguyên cây nên độ bóng nó khá cao nha anh em. Cần thì cắm vào như thế này. Cắm sát vô. Rồi, giá công khai thì thứ nhai 2 nha anh em. Giá công khai là 700k cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 em lên cho một cho mình là một cây Tiga. Để quên à, một cây Tiga nha anh em. Cần Tiga dài 1m8, cứng 30. Cần này thì cần carbon nha anh em, thương hiệu nội địa Nhật. Đây, ba phen là phen đầu bút chống sắn Fuji. Phen Fuji nha anh em. Đầu bu là bu chống sắn Fuji đi theo cây luôn. Hàng carbon. Sắn nổi quăng nha anh em. Nhám luôn á. Nói chung này cần nhìn còn khá là ok nha anh em. Bát ở đây. Cần cũng là cần đề cao, cán 3 khúc.
khá đẹp nha anh em. Dài 1m8, cứng 30, cái này chia cho nắn hai chi nha. Đó. Việc cần là cần carbon nên nó cong, nó cong nguyên cây nè, cong thế này. Đó. Test cho anh em xem luôn. Nói chung là ngoại hình vô nhìn vô khá đẹp nha anh em. Ok, nội địa Nhật, fan Fuji. Tem nó đây. Đó. Mã số code. Rồi, giá công khai cây này nha mọi người. Giá công khai là 700k nha. Cây số 3. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 vẫn là một cây Tika. Tika Win Window. À, cây này cứng 30, dài 2m1. Vẫn là sở hữu dạng fan Fuji. Đầu bộ chống sắn Fuji. Đó. Anh em đi mua cái đầu bộ này cũng khoảng 150 rồi. Nói chung thì cần cây 21 này có xuất sắc hoặc ít. Đây, đó. Em bán hàng soi cho anh em kỹ luôn. Chỉ trả quay ra quay lại chỉ mất công. Anh em mua hàng thì anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng không giống như em quay clip thì alo gửi qua cho em không sao cả. Bắt tới đây. Cán khá đẹp nha anh em. Cây này thì nặng 160g, rất là nhẹ, đọt là 1 ly 8, giá là 800k nha anh em. Cứng 30, đọt carbon nguyên cây nên độ dẻo nó rất là cao nha. Đó. Anh em có thể thấy cao dưới búng, cái độ nảy rất là cao đó. Cong hình chữ C luôn nè. Cần thì test độ cứng cần cho anh em xem luôn. Khá đẹp, khá ok. Rồi, cây Tika số 4, giá 800k nha mọi người. 2m1, cứng 30. Tiếp theo sẽ là cây số 2, đó là cây số 5. Cây số 5 là một cây Tika. Tika Winder. 50, 2m1, cứng 50, dài 2m1 nha mọi người. Cây này sử dụng dàn phen của này sản Fuji, bu là bu Fuji luôn. Rất mới, rất bóng, cây này độ mới rất là cao nha. Càng khá đẹp nha anh em. Phen là phen nè, phen Fuji nha. Anh em kiểm tra mà không đúng thì anh em gỡ về, không sao cả. Bán hàng thì phen bát thế nào thì nó tới đó. Khá đẹp nha anh em, cây này đẹp. Ba cây thì có cây này đẹp nhất. Cứng 50, dài 2m1. Cây này thì nặng 190g, rất là nhẹ, đọt 1 ly 8, giá 850k nha anh em. Cây số 5, 850k. Đọt nó đây, để cho anh em xem luôn. Đọt 50. Rồi, giá 850k nha anh em, cây số 5. Rồi, để em chuyển qua đây. Cây này là cây số 6. Cây số 6 em lên cho mọi người là một cây Alpha Taco. Hàng dài 2m4, hàng sản xuất ở Korea. Phen là phen Fuji nha anh em. Cây này thì khá là ok, ngoại hình xuất sắc theo thời gian. Nói chung thương hiệu Alpha Taco thì chỉ xuất nội địa Nhật thôi. Đó. Carbon nha anh em. Nói chung là tất cả các phen đều ok hết, không lỗi. Bát là bát Fuji. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon. Cây này thì dài
2m4, nặng 220 gram, đọt là 1 ly 9, cứng vô tầm khoảng 20-30. Đây nó cây này chia nhánh cảm giác rồi, khỏi chèo đâu Phật nè, độ cong nó gâu tầm khoảng chữ O chữ C đúng không nha anh em, khá dịu nha, đọt nó bao dịu luôn, đánh cá bao phê luôn. Cây này chia cho anh em đi câu cá cháp, câu trên biển trên bè, đánh cảm giác này bao phê. Rồi, giá công khai anh em, giá công khai cây này 800k, cây số 6 800k một cây alpha tackle, cứng là tầm khoảng 20-30 nha anh em, rất là dịu nha, đọt nó bao dịu luôn á. Cây số 6 800k. Tiếp theo sẽ là ba cây hành chi, cây số 7. Cây số 7 là một cây hành chi Gobi, cây này dài 2m1, hai ngọn. Cây này chất liệu carbon nha anh em, cây là phen Fuji đá xám. Phen Fuji nha, nội địa thì khỏi chơi. Đó, nói chung là cây này ngoại hình còn khá là ok nha anh em, không lỗi. Khá mới luôn á, hàng carbon nha anh em. Cây này thì nặng là 160 gram, có hai đọt, một đọt cứng 30 và một đọt cứng 20. Đọt thứ nhất là 1 ly 4 cứng 20, đọt thứ hai là 1 ly 8 cứng 30, giá là 850k. Đây em test cái đọt cho anh em xem. Đó, khá công nha anh em, cái đọt này đánh cảm giác bao phê. Đây đọt này 30, đọt này 50, đây nó nằm xuống luôn, hình chữ C luôn nè. Nói chung là mấy cái này đánh cảm giác thì bao dòng hai chi. Rồi, giá công khai nha anh em, giá công khai là 850k, cây số 7. Tiếp theo cuối cùng sẽ là hai cây cần hệ, cần đây qua. Đây, cây số 8, một cây đây qua, hàng rất là mới nha anh em, ngoại hình còn khá là ok. Đây qua, cây này là cây carbon Whisker, carbon hai da. Sắn ít này khỏi nổi nha anh em, sắn nổi lên luôn á. Đây, cây này cũng gồm hai đọt, phen là phen Fuji. Tem nội địa Nhật nha anh em. Đây đây qua carbon Whisker. Đó. Cây này gồm hai đọt, một đọt cứng 30 và một đọt cứng 20. Đây đọt 20. Đọt đọt 30. Nói chung là mấy cây này đến cảm giác là bao. Đây nó thế này đây, đọt 20. Công hình chữ C này thấy không? Kéo cá bao phê luôn. Đọt này đọt 30. Đó. Cây này hình như là dài, điểm đo xem. Cây này 2m1 nha mọi người. Cây carbon Whisker này 2m1. Đây, 2m1 chuẩn luôn. Rất là đẹp nha anh em, xuất sắc luôn á. Này cái này xước một ít không? Xước thì em quay xước cho mọi người xem luôn chứ sợ gì. Đọc tháp. Đây cái phần xước đây. Không, xước thôi nha anh em, không phải nứt bể gì đâu nha. Rồi, giá công khai nha anh em, giá công khai cây số 8 1,2 triệu. Đó, số 8 1,2 triệu nha anh em, cây số 8 1,2 triệu. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng,
cây số 9. Cây số 9 là một cây cần đại hòa carbon 2 da. Đó. Thế này khỏi chê vào đâu hết. Anh em chê thì khỏi nói gì hết. Đây, khúc này là khúc nó làm nhám nên chạy xước thì không phải tránh nha anh em. Đây nó bị xước khúc này đây. Góc nha anh em. Nói chung là phần ở trên thì khá đẹp thôi, khỏi chê vào đâu hết. Ok ha. Ok, đây qua. Hàng xuất nội địa Nhật nha anh em. Hàng Taiwan sản xuất, xuất nội địa Nhật. Carbon 2 da. Đọt là đọt thấp. Phen là phen Fuji. Bát là bát đây qua nha anh em, bát thẳng đây qua. Cây này thì dài 2m4, đọt là 30 và đọt 20, đọt 30, đó hai đọt nha anh em. Nguyên zin hai đọt. Tất cả các phen bọng carbon gì chuẩn hết, không lỗi. Căn nào lỗi thì em báo lỗi với anh em. Hàng này thì anh em đánh trên bè thì bao phê rồi. Đây, cây này nặng 200g nha anh em. Đọt 1 ly 5 á, độ cứng 30. Đọt 1 ly 2 độ cứng 20. Đây, test đọt luôn. Đó. Khá búng nha anh em. Đọt có 30. Đọt này 20 nè. Đó. Hình chữ C luôn nè. Đó. Anh em dìu cá là bao phê. Rồi, cây số 9 giá 1,4 triệu nha anh em. Đó là cộng cộng 9 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào có thể liên hệ với em. Em để số điện thoại trên khúc này của màn hình. Rồi, cảm ơn anh em.